Okay, let's begin our lesson this afternoon. Are you ready? Yes. Okay. Rồi, tới giờ học rồi, con đừng có gõ vào ô chat nữa nghe. Rồi, con có nhìn thấy trên màn hình chưa? Can you see anything on the screen? Can you see anything on the screen? Dạ chưa. Ok. Is it okay now? Rồi con, đầu tiên mình sẽ làm một bài tập nghe. Con có trông thấy trên màn hình chưa? Dạ rồi. Ok, I give you 1 minute to look at the picture carefully. Mình có 1 phút mình quan sát đi, để mình nhìn qua các nhân vật, xem họ làm những việc gì ở trong hình ha. Để lát nữa mình nghe cái tên, mình nối vào cho nó phù hợp. Ok.
Okay, now listen. Test 6. Hello. This is the Cambridge Flyers Practice Listening Test 6. Listen again. Test 6. Hello. This is the Cambridge Flyers Practice Listening Test 6. Example. Oh, I'm so happy we came to the zoo, Daddy. Yes, it was a good idea. I think many of your friends are here. Yes, they are. Look, there's George. He's holding a large green snake. Oh, yes. He's wearing a red hat, isn't he? That's him. He's smiling, so I think he's having fun. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. There's Holly. She looks frightened. The one who is jumping in the air. Yes. She's wearing a yellow t-shirt and she is waving her arms. She doesn't like snakes, does she? She hates snakes. Who's that boy standing over there? With his friend? Yes. He is looking at the lions. The one who's holding a green balloon? No. The one who's wearing blue trousers and a blue sweater. Oh, that's William. He's making a funny face, isn't he? There's Mary, over there, by the bears. The blonde girl who is wearing a pink and white striped shirt. No, Mary is blonde, but she's wearing a pink and white striped skirt. Yes, I can see her. She is pointing at the large bear. That's right. I think the bear is hungry. He's eating a fish. Do you know the boy who is looking at the bears? The one who is with Mary? No. The other boy with the blonde girl. I can only see his back, but I know it's Bill. I think he likes the bears. Yes, he loves animals. I think that boy likes animals too. Which boy? The one next to the hippo pool. Is he giving the hippos fish? No, he's taking a photo of the hippos. Oh yes, that's Peter. He's in my class.
Now listen to part one again. Okay, hello Minh Nhật. Now listen again. The first listening exercise. Rồi con nghe lại phần bài tập thứ nhất nha. À, con nghe âm thanh rõ chưa Hải Yến? Nghe rõ rồi. Okay, now listen again. Test 6. Hello. This is the Cambridge Flyers practice listening test 6. Example. Oh, I'm so happy we came to the zoo, Daddy. Yes, it was a good idea. I think many of your friends are here. Yes, they are. Look, there's George. He's holding a large green snake. Oh, yes. He's wearing a red hat, isn't he? That's him. He's smiling, so I think he's having fun. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. There's Holly. She looks frightened. The one who is jumping in the air. Yes. She's wearing a yellow t-shirt and she is waving her arms. She doesn't like snakes, does she? She hates snakes. Who's that boy standing over there? With his friend? Yes. He is looking at the lions. The one who's holding a green balloon? No. The one who is wearing blue trousers and a blue sweater. Oh, that's William. He's making a funny face, isn't he? There's Mary, over there, by the bears. The blonde girl who is wearing a pink and white striped shirt. No, Mary is blonde, but she's wearing a pink and white striped skirt. Yes, I can see her. She is pointing at the large bear. That's right. I think the bear is hungry. He's eating a fish. Do you know the boy who is looking at the bears? The one who is with Mary? No. The other boy with the blonde girl. I can only see his back, but I know it's Bill. I think he likes the bears. Yes, he loves animals. I think that boy likes animals too. Which boy? The one next to the hippo pool. Is he giving the hippos fish? No, he's taking a photo of the hippos. Oh yes, that's Peter. He's in my class. Now listen to part one again. There's Holly. She looks frightened. The one who is jumping in the air. Yes. She's wearing a yellow t-shirt and she is waving her arms. She doesn't like snakes, does she? She hates snakes. Who's that boy standing over there? With his friend? Yes. He is looking at the lions. The one who's holding a green balloon? No. The one who is wearing blue trousers and a blue sweater. Oh, that's William. He's making a funny face, isn't he? There's Mary, over there, by the bears. The blonde girl who is wearing a pink and white striped shirt.
No, Mary is blonde, but she's wearing a pink and white striped skirt. Yes, I can see her. She's pointing at the large bear. That's right. I think the bear is hungry. He's eating a fish. Do you know the boy who is looking at the bears? The one who's with Mary? No. The other boy with the blonde girl. I can only see his back, but I know it's Bill. I think he likes the bears. Yes, he loves animals. I think that boy likes animals too. Which boy? The one next to the hippo pool. Is he giving the hippos fish? No, he's taking a photo of the hippos. Oh yes, that's Peter. He's in my class. That is the end of part one. Ok, con đã hoàn thành bài tập nghe đầu tiên. Và con đã nối được tên các nhân vật hết chưa? Dạ chưa, con còn câu 4, câu 3. Câu 3, câu 4. Rồi, thầy cho nghe lần cuối nha. Cố gắng nghe và ghi chú các nhân vật ở câu 3, câu 4. Ok, listen again, the last time. Minh Nhật xong chưa con? Minh Nhật có ghi chú không? Nhớ ghi chú xuống nha. Có thể viết ghi chú bằng tiếng Anh cũng được. Viết tên nhân vật rồi mình mở ngoặc mình ghi chú các hoạt động nào đó của nhân vật nha. Rồi, listen again. Test 6. Hello. This is the Cambridge Flyers Practice Listening Test 6. Listen and look. There is one example. Oh, I'm so happy we came to the zoo, Daddy. Yes, it was a good idea. I think many of your friends are here. Yes, they are. Look, there's George. He's holding a large green snake. Oh, yes. He's wearing a red hat, isn't he? That's him. He's smiling. So I think he's having fun. Can you see the line? This is an example. Now you listen and draw lines. There's Holly. She looks frightened. The one who is jumping in the air? Yes. She's wearing a yellow t-shirt and she is waving her arms. She doesn't like snakes, does she? She hates snakes. Who's that boy standing over there? With his friend? Yes. He is looking at the lions. The one who's holding a green balloon? No. The one who is wearing blue trousers and a blue sweater. Oh, that's William. He's making a funny face, isn't he? There's Mary over there by the bears. The blonde girl who is wearing a pink and white striped shirt. No, Mary is blonde, but she's wearing a pink and white striped skirt. Yes, I can see her. She's pointing at the large bear. That's right. I think the bear is hungry. He's eating a fish. Do you know the boy who is looking at the bears? The one who's with Mary? No. The other boy with the blonde girl. I can only see his back, but I know it's Bill. I think he likes the bears. Yes, he loves animals. I
think that boy likes animals too. Which boy? The one next to the hippo pool. Is he giving the hippos fish? No, he's taking a photo of the hippos. Oh yes, that's Peter. He's in my class. Now listen to part one again. Rồi, con đã bổ sung được các câu còn thiếu chưa? Dạ rồi. Ok, now check together. Kiểm tra xem mình đã nói đúng các nhân vật chưa nha. Rồi, đầu tiên, nhân vật đầu tiên. Rồi, nhân vật đầu tiên là tên gì? And what's he or she doing? Và bạn ấy đang làm gì? Ở trong hình, có đặc điểm gì? What's the first name? Who is the first character in the picture? Rồi, nhân vật đầu tiên được nhắc đến đầu tiên tên gì con? Dạ, hay là tên Holly. Very Holly. That's good. Holly, what is Holly doing? Dạ, Holly đang chuẩn bị lên và mặc cái áo màu vàng. Excellent, very good. Holly is jumping in the air. She is wearing a yellow T-shirt. Very good, right. Excellent. Thế mình nối vào. Holy. Rồi, có nhìn thấy tên Holy không? Holy. Can you spell Holy? Okay. Holy. Rồi, khi nối thì nhớ dùng thước nối vào cho nó rõ nha. Okay, number two.
ai nói giùm thầy? Who is Knight? What's his name or what's her name? Nhân vật thứ hai là gì? Là ai? Nhân vật thứ hai là William. William, very good. Rồi, có nhìn thấy tên William chưa? And what is William doing? What's William doing in the picture? Rồi, con có xác định được ai là William ở trong hình không? Và bạn ấy đang làm gì? Đang đứng ở đâu? Who knows? Rồi, ai biết thì con mở mic của mình lên và trả lời. Ừ, này là cái bạn mà cái áo màu xanh ở gần chuồng cái... Đứng ở gần chuồng con nào? Con sư tử. Very good, very good. William, that's him. William is wearing blue trousers and a green sweater. He's looking at the lions. He's making a funny face. Nha. Và trông là cậu ấy đang làm cái bộ mặt rất là buồn cười. Đang đứng nhìn các chú sư tử. Very good. Rồi con nói vào. William. Rồi thấy cái tên William ở đây nha. Nói vào. That's him. Very good, Minh Nhật. Okay. Okay. Now look at again the picture. Và bây giờ mình đi tiếp nhân vật tiếp theo. Who is next? What's his name or her name? And what's he or she doing? Nhân vật thứ ba. Who knows? You can turn on your microphone and say aloud and tell me your answer, please. Mary. Okay, very good, Mary. And what is Mary doing? Trong hình bạn Mary ở đâu? Mary ở cái chuồng gấu này. Có đặc điểm gì? Yeah.
trang phục như thế nào? Đầu tóc ra làm sao? Em ấy mặc một cái áo. Áo thế nào? Áo màu gì? Màu hồng. She is wearing a pink dress. Rồi có đặc điểm gì không? Có mái tóc màu gì? Dạ màu vàng. Okay, so Mary has blonde hair and she is wearing a pink and white dress nha, một chiếc áo màu vàng và trắng. Okay. Sorry, skirt thì đúng hơn nha, chứ không phải dress. She is wearing a pink and white skirt. Very good, Mary. Rồi, Mary, đây. Does her, Mary. Okay. Does Mary? Okay, now go back to the picture. Look at again the picture. What is the next character? Nhân vật tiếp theo. Number 4. Who is the person number 4? What's his name or her name? Bill, very good. His name is Bill. Và Bill có đặc điểm gì? Where is Bill? Bill đang đứng ở chuồng con vật nào? Chuồng con gấu. Okay, Bill is looking at the bears. But we cannot see his face. Mà mình không có trông thấy gương mặt của cậu ấy, đúng không? We can only see his back. Và chỉ trông thấy cái gì? Cái lưng thôi. We can only see his back. Very good. Does Bill. Bill. Alo. Ai đó? Gọi lấy sau nha, đang bận công việc nha. Đang bận công việc.
Okay, that's Bill. Okay. And now the last person in the picture. What's his name? Who is the last person? Who is the last person? Can you tell me? Yes. What's his name? His name is Peter. Peter. What is Peter doing? What's Peter he doing? He take a photo. Ah, Peter is taking a photo. Yeah. Peter is taking photos of the hippos. Very good. He is taking photos of the hippos. Very good. Peter here. Yeah. Very good. Con chưa chết xong hài. Ok. Test 6. Ok. À, những bạn khác cũng tranh thủ ghi các nội dung ghi chú là những câu mà mình nốt lại để mà mình ghi lại vào trong vở nghe.
Sau này nếu làm bài kiểm tra mà có cái bài này thì mình chắc chắn mình nghe nó sẽ nhanh chóng chọn lựa được đáp án nó đúng hơn nha. Ok, are you ready for the next exercise? Con chuẩn bị đi tiếp bài tiếp theo được chưa? Dạ chưa, thầy, con còn 2 câu nữa. Rồi, con viết đi, khi nào viết xong thì nói I'm done hay là I am finished. Yeah, very good. Now go to the next exercise. Rồi, thầy cho mình làm một dạng bài tập rèn kỹ năng đọc và viết nha. Rồi. Đây là một đoạn văn, nhưng mà người ta để cho mình đến 10 cái chỗ trống nha, 10 cái chỗ trống, và cũng có gợi ý A, B hay là C để con điền vào, được không? Bây giờ thầy cho con độ 5 phút con đọc, bạn nào nhanh tay thì con cũng có thể tập ghi vào vở luôn cũng được đó. Và có thêm từ nào mới thì hỏi liền nha. Sau đó các chỗ trống con đoán coi mình có thể điền được từ nào. Rồi một lát, đây là những từ gợi ý. Rồi trong lúc thầy đang nói con tắt micro, đừng làm ồn con, tắt bớt micro. Rồi, sau đó người ta cũng gợi ý cho mình các đáp án. Ví dụ câu 1 có những đáp án như thế này, thì con sẽ chọn động từ nào chẳng hạn, cho nó đúng. Dạng bài này mình cũng quen rồi đúng không? Rồi thầy cho 5 phút để đọc lại đề bài. Có thêm từ nào mới thì hỏi nha. Ok, 5 minutes to begin.
Rồi, cứ mỗi một câu, người ta gợi ý cho mình các đáp án. 1, 2, 3, thầy tạm gọi là ABC nha. Thế thì con vừa đọc và mình vừa chọn cái đáp án nào là đúng, phù hợp về mặt ngữ pháp, về mặt từ vựng, vân vân. À, để mình điền vào cho nó đúng, cho nó hoàn chỉnh đoạn văn.
Do you have any new vocabulary? Con có thêm từ nào mới không? Từ Twitter đó hả? Cái gì con? Ở dòng thứ mấy con? Dạ, ở bài tập số 7 á. Câu số 7 hả con? Dạ. Ờ, sweater. Đọc là sweater. Sweater là gì? Who knows? Who knows? Sweater. Chúng đọc là sweater. Very good, very good. Ai không biết thì phải ghi chú vô. Sweater. What else? Câu số 9 kế cái từ in the autumn. Autumn. Đây là một trong các mùa trong năm đó các. Can you guess? Có đoán nó là mùa gì không? Autumn. Đoán biết con đoán được là mùa gì không? Năm có bốn mùa. Mùa hè thôi. Hả? Mùa gì? Mùa hè. Mùa hè người ta dùng summer chứ. Mùa hè. Mùa hè là summer chứ đâu phải là autumn. Mùa thu. Very good. Mùa thu. Autumn. Oh.
hoặc là người ta có thể dùng chữ fall. Fall cũng là mùa thu. In the fall thì cũng giống như là in the autumn. Có khi người ta dùng chữ fall thay cho chữ autumn nha. Yeah. What else? Thầy ơi, ở dòng số 3. Chữ gì? Fry sau chữ Mickey nha thầy. Cuối câu. Making fires. Making fires. Là gì con? Making fires. Thường người ta dùng cụm từ này đi chung nha. Making fires. What does it mean? Okay, making fires. Mà con hiểu như thế này nha. Rồi. Ok. Rồi, con đã hoàn thành bài tập của mình chưa? Rồi, cùng kiểm tra nghe. Có thêm từ nào mới không? Rồi, mình check together. Kiểm tra xem mình làm đúng được bao nhiêu câu. 10 câu tương ứng với 10 điểm nha. Nếu mình đúng cả 10 câu thì làm mình 10 điểm. Nếu mình trúng 9 câu thì mình làm được 9 điểm. Rồi, number 1. Katie's favorite time of the year is the autumn. This is when the leaves begin to. Cái thời gian yêu thích của Katie
trong năm là vào mùa thu, cái thời điểm mà lá cây bắt đầu. Rồi, người ta gợi ý cho mình ba động từ như thế này. Theo con mình chọn đáp án nào? A, B hay là C? A, B hay là C? A, B hay là C cơ? Number one, who can tell me? A, B, C. Con chọn đáp án nào? Con chọn đáp án nào? Who knows? Who knows? Rồi, number one, con sẽ chọn đáp án. Minh Nhật chọn đáp án nào? Who knows? C, very good. C là đáp án đúng nha. C, very good. Nhớ là sau chữ to, con dùng một cái động từ nguyên mẫu. Sau chữ to, người ta dùng động từ nguyên mẫu, không thêm es, không thêm ed. Lá bắt đầu đổi màu và là thường có màu cam, màu vàng, màu đỏ. The trees lose. Rồi, câu số 2, con chọn đáp án nào? Who knows? Nói luôn. Nói luôn. Number 2. Number 2 nói luôn đi con. Who knows? Rồi, who knows? Number 2 con chọn đáp án. Who knows? There. There. The trees lose their leaves and the days are a little shorter and colder. Các cây cây cối thì bắt đầu là rơi rụng tất cả lá và ngày thì có vẻ như là hơi ngắn lại và lạnh hơn. Number 3, con dùng chữ gì? Number 3. Đây, người ta gợi ý của mình ba chữ, con dùng chữ nào? Thế rồi, vì vậy, bởi vì. Number 3. Chữ gì con? So. So, very good. So, vì vậy. So, excellent. Good. So, people start making fires at home and the air smells good outside. Vì thế, mọi người bắt đầu nhóm lửa ở nhà và không khí có cái mùi rất là dễ chịu ở bên ngoài. We all love staying at home. Kathy, mọi người rất là thích ở nhà. Kathy. Rồi, number 4, người ta cho mình ba chữ luôn, cũng là ba động từ. What's your choice? Con chọn chữ nào? Dạ thưa thầy, con chọn enjoy. A, B or C? A. A, A chưa là đáp án đúng. Ai có đáp án khác không? B. Ai có đáp? Hả? B.
À, và đáp án đúng là đáp án C nha. C. C. Đáp án C là đáp án đúng chứ không phải đáp án B. C. Con nhớ động từ lúc này là phải chia. Ở thì hiện tại đơn enjoys, con thêm S, enjoys. Lúc này cần phải có chữ S. Katie enjoys the autumn because school starts again. Katie rất thích mùa thu bởi vì trường học bắt đầu trở lại. Number 5, bây giờ mình chọn chữ nào? Sau khi, từ khi, ở giữa. After, since, between. Con dùng chữ nào? Thường là trường học bắt đầu khai giảng vào lúc nào? Bắt đầu khai giảng sau mùa nào? Con chọn đáp án nào? A, B hay C? Who knows? Rồi, mình chọn đáp án A nha. A. A. Good. After the summer. After the summer. Sau mùa hè thì là đến mùa thu. Và các trường học bắt đầu quay trở lại, học sinh bắt đầu trở lại trường. Rồi, number 6. After the summer and she likes her school. She is one of the best students in her class. In the autumn. Rồi con để ý number 6. Vào mùa thu, khí trời hay là trời rất là có nhiều gió. Kathy likes flying her kite in the garden with her friends. Như vậy ở đây con điền thêm chữ gì đây? Number 6. Who knows? Who knows? Trả lời liền đi con. Who knows? À, thầy ơi, con ghi chữ when đúng không thầy? When, excellent. When là đáp án đúng. Và vào mùa thu, lúc mà trời rất nhiều gió ha, cái chữ when này nó mang cái nghĩa là lúc đó nha, cái thời điểm đó vân vân. Rồi sang tới câu số 7. Her mother buys her new clothes. Mẹ mua cho bạn ấy nhiều áo mới. Rồi người ta gợi ý cho mình các chữ every is like. Như là áo len, găng tay. Như vậy ở đây con dùng chữ gì? Who knows? Who knows? Rồi, đáp án đúng là chữ. Chữ. Chữ nào? Chữ like nha. Con dùng chữ like. Like nó không có nghĩa là yêu thích trong câu như thế này, mà nó mang cái nghĩa là như là, chẳng hạn như là like sweaters and clothes nha. Nó mang cái nghĩa là như là trong cái câu kiểu như thế này, chứ không có nghĩa là yêu thích như là trong các câu bình thường mình đã học. Và buổi tối mình có cụm từ gì? Em number 8 con là hả?
at night. Very good at night. Đó là cụm từ mình phải ghi nhớ thì mình không phải suy nghĩ cho nhiều. At night nha, at night. Nó lâu giờ cũng là dùng at night. Buổi tối, they go outside and look at the star. Họ ra ngoài ngắm trăng. Ngắm sao. In the autumn, they are often. Mùa thu thì có, thường có nhiều. Thường có nhiều gì? Apples on the tree in Katie's garden. Ở đây con dùng chữ nào? A, B hay C? Tùm. Hả? Tùm. A, B hay C? Some. Chứ không phải là tùm nha. Some. Very good. Some. Đúng rồi. Ở đây mình không dùng lost bởi vì chữ lost này là phải có thêm chữ of thì mới được. Lost of thì mới được nha. Chữ any thì không có dùng trong câu khẳng định, trong cái câu kể mà mình thường dùng trong câu phủ định. Và câu cuối cùng, mùa thu có thường có nhiều táo trên cây. Và những quả. Chữ gì? What? Rồi, đáp án đúng là chữ, không phải đáp án A, mà con dùng đáp án là which, nghe không? Which. Cái này mới mốt lên cấp 2 không mới được học. Which. Rồi, con dùng đại từ which. Nó thay cho cái chữ apple đó con. Chữ này này là bởi vì người ta dùng nó thay cho cái chữ apples. Chứ mình không có dùng chữ what, mà dùng chữ which. Rồi, con cố gắng là sửa cho xong bài nha. Và những từ nào mình hỏi thầy thì cố gắng xem lại, tập viết và ghi nhớ. Trong bài này thầy thấy có một vài chỗ con trả lời chưa có đúng á, thì chỗ nào thầy có lưu ý thầy nhắc. Chẳng hạn như là lots of thì thường đi chung với nhau. Nếu người ta cho mỗi chữ lots thì là mình không có dùng được. Mình không có chọn đáp án là lots chẳng hạn nha. Thế thì ráng ghi nhớ thì chắc chắn mình làm bài được tốt hơn. Rồi, bạn nào sửa xong rồi thì có thể được nghỉ nha con. Và hẹn gặp con trong tuần sau. Ok, goodbye dear students. See you next time. Next week. Have a nice weekend.